Xin mời đại biểu Phạm Trọng Nghĩa phát biểu, đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn Lào Cai chuẩn bị. Kính thưa đoàn chủ tọa, kính thưa Quốc hội, tôi nhất trí cao với các chính sách lớn và nhiều quy định cụ thể trong dự thảo luật và cho rằng dự án luật đã đáp ứng yêu cầu trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Tôi xin có 4 ý kiến góp ý về mặt kỹ thuật lập pháp như sau. 1. Về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Kính thưa Quốc hội, so với các phiên bản trước, dự thảo lần này đã có bước tiến rõ rệt trong quy định về đất đai cho đồng bào thiểu số với nhiều chính sách mới, đặc thù nhằm tạo cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn về đất đai, tạo sinh kế ngày càng tốt hơn cho đồng bào. Điều 16 dự thảo luật quy định về trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào. Theo đó, quy định nhà nước có chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào, có chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào. Khoản 5, khoản 6 điều này giao trách nhiệm cho chính quyền cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Khoản 9 điều này lại giao chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên, trong hồ sơ trình kỳ họp bất thường này lại chưa có dự thảo văn bản quy định chi tiết của chính phủ. Trong dự thảo nghị định quy định chi tiết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 thì không có quy định về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong khi đó, chính sách đất đai đối với đồng bào là nội dung cơ bản của chính sách dân tộc. Theo quy định tại khoản 5 điều 70 của Hiến pháp thì Quốc hội quyết định chính sách dân tộc. Do đó, kính đề nghị xem xét cụ thể hóa hơn chính sách bảo đảm và hỗ trợ đất đai cho đồng bào tại điều 16. Ví dụ, các vấn đề về hạn mức sử dụng đất, về diện tích tối thiểu được giao, về khu vực được giao đất làm cơ sở cho chính phủ quy định chi tiết. 2. Về thu hồi đất. Kính thưa Quốc hội, tôi nhất trí với việc liệt kê cụ thể các trường hợp quy định tại điều 79 của dự thảo luật, cũng như nhất trí với các căn cứ điều kiện thu hồi đất tại điều 80 của dự thảo luật. Theo quy định của Hiến pháp 2013, để thu hồi đất thì các dự án phát triển kinh tế xã hội phải đáp ứng 3 điều kiện. Đó là, thứ nhất, phải là trường hợp thật cần thiết. Thứ hai, phải do luật định. Và thứ ba, phải vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối chiếu với các yêu cầu này thì quy định tại điều 79 và điều 80 chưa thể hiện rõ tính chất thật cần thiết. Trên thực tế, có trường hợp thu hồi đất nằm trong 31 trường hợp quy định tại điều 79 và đáp ứng quy định của điều 80, nhưng công trình sau đó lại bị bỏ hoang, lãng phí, không đi vào cuộc sống do không thật cần thiết đối với nhân dân, đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong báo cáo giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 cũng nêu cụ thể nhiều trường hợp dự án đất hoang hóa, lãng phí. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung cụm từ thật cần thiết vào phần mở đầu của điều 79 dự thảo luật. 3. Về hiệu lực thi hành. Kính thưa Quốc hội, điều 252 dự thảo luật quy định về hiệu lực thi hành. Theo đó, luật đất đai có lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Theo quy định này, thời điểm có hiệu lực của khoản 6 điều 190 về việc giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển và quy định tại điều 248 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật lâm nghiệp được dự kiến có hiệu lực trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tôi nhất trí với việc áp dụng quy định trở về trước đối với nội dung sửa đổi luật lâm nghiệp để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị giải thích rõ căn cứ và đánh giá tác động đối với quy định tại khoản 6 điều 190 về việc giao khu vực biển. Đồng thời, đề nghị xác định cụ thể thời gian hồi tố trong khoản 2 điều 252 dự thảo luật. Bên cạnh đó, đề nghị ra lại quy định tại khoản 4 điều 252 khi dự kiến giữ lại hiệu lực một số điều khoản trong luật đất đai năm 2013. 4. Về quy định chuyển tiếp. Kính thưa Quốc hội, như báo cáo số 724 ngày 14 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khẳng định, dự án luật đất đai là một dự án luật lớn, có tính chất quan trọng đặc biệt, có tác động sâu rộng đến hoạt động phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp này sửa đổi 8 luật hiện hành, bãi bỏ nghị quyết số 132 năm 2020 của Quốc hội và bãi bỏ 4 điều khoản có liên quan đến đất đai của 3 luật. Dự thảo có 7 điều quy định về chuyển tiếp từ điều 253 đến điều 259. Ngoài ra, điều 260 quy định 15 trường hợp chuyển tiếp và khoản 6 điều này giao chính phủ quy định các trường hợp chuyển tiếp khác sau khi có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kính thưa Quốc hội, quy định về chuyển tiếp có tác động rất lớn về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ đất đai, nhất là quyền của người sử dụng đất. Vì vậy, tôi đề nghị xem xét bỏ quy định tại khoản 6, khoản 16, điều 260 của dự thảo luật, đồng thời rà soát lại các quy định về chuyển tiếp để chỉ đưa vào luật các quy định áp dụng dài hạn cùng với thời gian có hiệu lực của luật. Các quy định còn lại áp dụng trong một thời gian ngắn có tính chất thí điểm, ví dụ gắn với thời hạn thuê hoặc thời hạn giao đất thì đưa vào nghị quyết thi hành luật. Trong báo cáo số 710 của Chính phủ cũng nêu vấn đề này. Quốc hội cũng đã có thực tiễn ban hành nghị quyết thi hành Hiến pháp 2013 và nghị quyết thi hành các luật bộ luật quan trọng như luật đất đai 2003, bộ luật dân sự 2005, bộ luật hình sự năm 2017. Do đó đề nghị, thứ nhất, Chính phủ nghiên cứu đánh giá kỹ, nếu cần thiết thì sớm xây dựng dự thảo nghị quyết thi hành luật đất đai 2024 để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7, bảo đảm thời gian có hiệu lực cùng với luật.
Thứ hai, Chính phủ khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thành luật và các văn bản quy định chi tiết để các quy định của luật đất đai sớm đi vào cuộc sống. Tôi xin lấy ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh phát biểu và đại biểu ở vị trí E09 Tạ Văn Hạ, Đoàn Quảng Nam chuẩn bị tranh luận. Kính thưa Quốc hội, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội lần này đã được chỉnh lý, hoàn thiện, nghiêm túc, tiếp thu nhiều ý kiến của nhân dân và các đại biểu Quốc hội tại nhiều kỳ họp của Quốc hội và hội nghị Quốc hội chuyên trách. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin có một số ý kiến như sau. Điều 16, trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi đề nghị nghiên cứu xem xét miễn tiền sử dụng đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã biên giới khi được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở. Để người dân yên tâm lao động sản xuất, giữ đất, giữ nước, giữ rừng, giữ biên cương theo tinh thần nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia xác định quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị cả nước, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể và mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống. Về điều 159 bảng giá đất, tại khoản 3 đề nghị sửa đổi bổ sung, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua trước khi quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và thực hiện ngày 1 tháng 1 năm 2026 hàng năm. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua trước khi quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Và đề nghị bổ sung nội dung đối với trường hợp tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính thuế đất trả tiền thuê đất hàng năm thì giá đất để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tính tiền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm ổn định trong 5 năm. Sau 5 năm thì không vượt quá 20% tiền thuê đất mà người sử dụng đất trả trong 5 năm đầu tiên. Về điều khoản thi hành luật thì hiện nay có 88 luật, bộ luật chưa có quy định, chứa quy phạm pháp luật về đất đai, trong đó có 22 luật và bộ luật có nội dung chưa thống nhất về luật đất đai. Do vậy, tôi đề nghị để đảm bảo luật được thực hiện ngay khi mà luật có hiệu lực thì bổ sung một khoản vào điều 260 của dự thảo luật để các nội dung có quy định khác nhau về cùng một vấn đề trong luật khác còn chưa thống nhất khi luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành. Như sau, là những nội dung đã được quy định khác nhau về cùng một vấn đề tại các luật khác thì thực hiện theo luật đất đai. Đề nghị bổ sung quy định điều tiết lợi ích đất từ các luật đất đai trước đây đến dự thảo luật đất lần này đều chưa có quy định điều tiết lợi ích từ đất. Cụ thể, hiện nay trong quá trình thực hiện ở các địa phương có tình trạng là người sử dụng đất được hưởng hoặc thiệt hại khi chênh lệch địa tô. Cụ thể như sau, có những trường hợp mà sử dụng đất, người sử dụng đất may mắn khi được nhà nước mở rộng các cái công trình công cộng ở gần thì giá đất tăng lên, thậm chí là tăng lên rất nhiều lần. Thì ngược lại, có những người sử dụng đất không may mắn mà do nhà nước chuyển các cái công trình công cộng đang ở gần nhà sang nơi khác thì giá đất lại giảm xuống rất nhiều. Điều này làm cho người có đất mà nhà nước thu hồi để xây dựng các công trình công cộng cảm thấy bị thiệt thòi hơn so với những người có đất còn lại ở gần các công trình công cộng. Do vậy nên là họ có một cái tâm lý là không muốn giao lại đất cho nhà nước. Nên là vấn đề này, chính sách pháp luật đất đai của chúng ta cũng chưa có quy định để điều tiết về chênh lệch địa tô. Do vậy nên là tôi mong muốn là luật bổ sung thêm một cái nội dung để đưa vào quy định về điều tiết chênh lệch địa tô chênh lệch trong cái trường hợp này. Trên đây là ý kiến của tôi. Tôi xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Tạ Văn